Xin chào tất cả các bạn, tiếp theo nội dung của chương trình khoan 3D Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số chương trình khoan lỗ như sau Đầu tiên chúng ta group vào từng nhóm này Thì từng nhóm này thì chúng ta sẽ thiết lập chương trình gia công Trong option ở đây các bạn lựa chọn home marking Trên thực tế thì chúng ta sẽ áp dụng một số những chương trình chính ở trong phần này như sau Đầu tiên là spot drilling Drilling là khoan này Spot drilling là trích tâm Giữa các chu trình này chúng ta chỉ cần thay đổi option thì từ khoan này sang trích tâm này doa rồi khoét Mọi người lưu ý nhé, chúng ta chỉ cần chỉnh sửa cái vị trí option Khi lựa chọn spot drilling này, đấy, nhóm lỗ này Thì trên phần mềm sẽ tự động tính này, cái vị trí chiều sâu khi gia công là 3 này và góc 90 độ Trích tâm ở trường hợp này chúng ta sẽ trích tâm xuống 1 ly Đây cái vị trí option này Chúng ta có thể thay đổi The real là trích tâm này với G81 này The real dip là 83 này The real Branch chip này Là trường hợp chúng ta sử dụng là khoan với G73 Tương tự này Một số những phần về taro Rồi những vị trí là khoan khoét doa Chúng ta cần thay đổi cái vị trí option Lựa chọn tốc độ lựa chọn giao center the lưu ý là trong cái trường hợp khi khoan 3D đấy chẳng hạn là khoan phi 8 thì bao giờ chúng ta phải chọn đúng cái mũi khoan có đường kính là phi 8 nó sẽ không giống như phần 2D là lựa chọn giao nào cũng được chúng ta phải cần lựa chọn giao chính xác đấy, chi tiết này chúng ta phay hết rồi sau đó chúng ta mới đến chu trình khoan chu trình thích tâm Tiếp theo chu trình khoan lỗ. Kiểm tra kích thước lỗ. Lỗ này là lỗ thoát phi 10. Lựa chọn chu trình drilling. chúng ta lựa chọn dao. Lựa chọn dao khoan phi 10. Future Gamachi này, nó tự động nhận diện các vị trí lỗ ở đây mọi người quan sát này quản lý theo list danh sách Đấy, từng vị trí lỗ này phi 10 này chiều sâu là 60 vị trí này có chiều sâu là 23 ở đây chúng ta sẽ lựa chọn này trong option là khoan với G83 hay G73 trường hợp này chúng ta khoan với G83 lựa chọn quy trong cutting parameter thì chúng ta sẽ lựa chọn vị trí khoảng r để mọi người quan sát này top offset là vị trí r r bằng một này bottom offset này Đấy chúng ta sẽ khoan quá xuống là bao nhiêu ly. Trường hợp 3D là lưu ý là khi khoan thì bao giờ chiều sâu chẳng là 60. Đấy khi chúng ta post chương trình ra thì bao giờ nó phải cộng thêm cái vị trí thoát của mũi khoan. Đấy, tự động phần mềm sẽ tính cái phần đó. Nó không giống phần 2D. Kích thước là 20 chúng ta phải khoan quá xuống là 3 đến 4 ly tùy thuộc vào chiều dài của mũi khoan tính phần thoát. Nhưng phần 3D bao giờ nó tự động cộng thêm một cái phần vị trí thoát rồi. Ở đây chúng ta sẽ cộng thêm một khoảng an toàn. Đấy, khoảng là 2. Chẳng là mũi khoan phi 10 Ở trong 2D chiều sâu là 20 Chúng ta sẽ khoan quá là 25 Đấy, Trường hợp này nó sẽ tự động cộng với phần thoát rồi Ở đây mọi người lưu ý nhé Chúng ta cộng thêm hai này Rồi chúng ta post chu trình ra mọi người quan sát Tốc độ ở trường hợp này là 600 F là 70 Đây chúng ta post ra chu trình. Mọi người quan sát này. Kích thước là 60 thì trường hợp này Z đang hiển thị là 65.004. Đây chúng ta cộng thêm 2 thì có nghĩa là sẽ xuống 63.004, chúng ta cộng thêm 2. Nó không giống như ở phần 2D. Và quy cho trường hợp này, quy chúng ta đang cài đặt là một này thì đây nó sẽ tính ra cái phần tổng cái vị trí chiều sâu này. Đấy, sau đó chúng ta chia ra quy thì bao giờ nó sẽ nhỏ hơn là bằng 1. Còn đối với phần 2D Trường hợp là 65.5 đến phần 2D thì bao giờ nó đi quy bằng 1 này tới vị trí 65. Còn 0.5 nó sẽ đi với lát cuối cùng, sẽ không chia đều. Đấy là sự khác biệt giữa 2D và 3D. Những chi tiết dạng thông thường, dạng cơ bản, ít lỗ thì chúng ta sẽ sử dụng ở dạng khoan 2D. Hoặc là đối với một số những chi tiết mà chúng ta nhận diện ở dạng bàn két. đấy Còn những chi tiết với kích thước lỗ nhiều này và với những các bậc khác nhau bởi vì 2D chúng ta sẽ quản lý theo vị trí bậc 3D này những cái bậc nó rất là nhiều vị trí bậc này đấy khó lựa chọn thì chúng ta sử dụng 3D này nhóm các lỗ lại gia công thì nó rất là hiệu quả vừa rồi là mình hướng dẫn cho các bạn cái chu trình drilling ở trong khoan phần 3D home marking xin chào và là các bạn ở những video hướng dẫn tiếp theo của khóa học lập trình kem ba chục